Thoát vị đĩa đệm, cột sống thắt lưng là gì? Cột sống thắt lưng là một thành phần rất quan trọng, giúp cơ thể có thể đứng được, gập, gớn, xoay qua xoay lại. Có 33 đốt sống cổ, đốt sống ngực, đốt sống thắt lưng, cùng vào cột. Đốt sống cổ từ C1 đến C7. Đốt sống ngực từ T1 đến T12. Đốt sống thắt lưng từ N1 đến N5. Xương cùng và xương cột. Ở giữa các xương đốt sống di động là các đĩa đệm. Đĩa đệm bao gồm các phòng sơ bên ngoài. Nhân đệm mềm dẻo trung tâm. Đĩa đệm hoạt động như một bộ hấp thụ, chống sốc. Nhân đệm giúp thân sống trượt khi vận động bởi chất ghen không xẹp. Sát sao là ống cột sống nơi chứa thần kinh tủy sống. Tủy sống chứa thần kinh chuyển dữ liệu từ não bộ tới cơ thể với tốc độ siêu nhanh. Từ ống tủy sống, các nhánh dây thần kinh được đưa ra đối xứng hai bên cơ thể qua lỗ sát sau chứa gốc thần kinh cột sống. Khi đĩa đệm bị thoái hóa và rách, nhân đệm bên trong có thể xì ra và đè vào rễ thần kinh. Áp lực đè vào gốc thần kinh làm ảnh hưởng đến đường dẫn truyền, gây triệu chứng đau lưng, tê chân và dị cảm. Nếu rễ thần kinh bị chèn ép lâu ngày, đau chân hạn chế vận động, teo cơ là điều có thể xảy ra.